cơ sở vật chất của nhà trường, trang thiết bị dạy học ngày càng được tăng cường từ nguồn ngân sách nhà nước và từ nguồn xã hội hóa giáo dục. Cảnh quan sư phạm nhà trường ngày một thay da đổi thịt, xanh, sạch, đẹp hơn, tạo niềm vui cho cán bộ giáo viên cũng như các em học sinh mỗi ngày đến lớp. Bên cạnh hoạt động dạy và học, công tác lao động hướng nghiệp dạy nghề và hoạt động ngoài giờ đến lớp luôn được ban giám hiệu nhà trường quan tâm nhằm phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay.